Rồi, xe cũ lại về cô chú anh chị mình ơi. Ngày hôm nay em về được một số lô xe cũ cũ cỏ anh chị nè. Quay RS. Biển số rất là đẹp anh chị nha. Đây con quay xanh này thì bữa trước cô chú anh chị là mà hỏi mà chưa chốt được thì hôm nay chốt nha. Tại vì bữa trước có anh đó anh cọc rồi, cái rồi anh kêu bữa sau anh kêu nhà anh có việc anh không lái được. Đó anh chị cô chú này, mới can luôn. Super game phu chờ hôm nay là rất là nhiều à, em về được mấy cái mẫu phu chờ rất là nhiều. Và hôm nay xe giá cả như thế nào thì anh chị đón xem với em Diệu Nguyễn ngày hôm nay nha. À, mới nhập về mấy chiếc xe này chưa kịp rửa luôn. Phu chờ trắng này cũng mới vừa về nè, chưa rửa được luôn cô chú anh chị mình nha. Đó, nói chung là xe cỏ bên em thì tầm trung là nhiều nhất anh chị ha. À, để đi làm chào cô chú anh chị cùng các bạn trở lại với kênh YouTube mua bán xe cũ em ngày hôm nay. Thì hôm nay thì xe về rất là nhiều à, để anh chị mình lựa chọn thì bên em thì đa số xe hãng là nhiều, nó tập trung phổ thông và đi làm anh chị nha. Trong đó thì có những dòng xe nào đó mà cô chú anh chị yêu mến trong cái like thì anh chị có thể chốt đơn à. Và cửa hàng của em thì mua bán trao đổi các dòng xe cũ đã qua sử dụng anh chị, hỗ trợ đã góp ship tỉnh toàn quốc. Em tính em thì mua bán người thật việc thật anh chị ơi, mua bán coi xe cái nào cũng rõ ràng là cái nấy anh chị nha. Thì những cái mẫu xe nào ở bên cửa hàng của em mà anh chị của chúng mình cảm thấy ưng ý thì cứ liên hệ về cho em nha. Số điện thoại vừa hiển thị lên trên màn hình đó là số điện thoại của em Diệu Nguyễn nha anh chị à, và Zalo của em cũng xài số đó luôn. Mọi chi tiết về chiếc xe cũ nào bên cửa hàng của em mà anh chị của chúng mình coi trong like cảm thấy mà mình coi chưa kỹ lắm thì có thể là chốt về Zalo, thì anh chị có thể kết bạn Zalo nha. Anh chị nhắn tin Zalo anh sẽ hỗ trợ lại cho anh chị của chú mình những cái video của chiếc xe đó, nổ máy test máy thử cho anh chị mình xem nha. Và cửa hàng của em thì địa chỉ rất quen thuộc anh chị của chú mình, nằm ở số nhà 49E đường Bình Chiểu, khu phố 3 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường mà đi đến cửa hàng của em Diệu Nguyễn thì cô chú nào anh chị nào ở gần thì ghé qua nha. Ví dụ như ở Bình Dương xuống hay là Tân Vạn lên thì anh chị về với cầu vượt ngã tư 550 và mình chạy ra hướng Quân Đồng Món, chạy thẳng ra 5 đến 700m là gặp cửa hàng của em nằm bên phải nha anh chị. Số nhà 49E. Và con đường từ bên trái cửa hàng thì cô chú anh chị mình có ở miền Tây lên Đồng Nai xuống Sài Gòn ra thì anh chị tới chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức hoặc là ngã tư Bình Phước, đó là những điểm đến gần nhất của cửa hàng của em ha. À, thì hôm nay có nhiều xe về, nói chung giá trung trung anh chị của chú mình coi xe nào được ưng ý thì chốt đơn nha. Trước mắt thì em quay lại con Civo Smart này cho anh chị của chú nào mà chưa có xe đi làm thì anh chị chốt, tại vì nó rất là rẻ anh chị nha. Một chiếc Suzuki xe Nhật mình đồ ring nó còn đầy đủ như thế này và giá em Diệu Nguyễn chốt ngày hôm nay cho bà con mình 5,5 triệu thôi nè. Đó, tiền ship anh chị tự trả nha. Còn anh chị nào mà ghé qua cửa hàng 5,5 triệu xong đó, em nói giá này là bằng giá xe tàu rồi anh chị ơi. Một chiếc Civo Smart 110 anh chị của chú mình nha. À, dàn chân dàn áo căm liền ghim theo xe, máy móc em à, cô chú anh chị mua về đi làm chứ giờ xe Trung Quốc cũng 4,5 triệu bạc rồi anh chị nghĩ đi. Thêm chút xíu nữa mình lấy chiếc xe Nhật mình chạy nó cứng hơn, nó bền bỉ hơn. Đó là mua bán nói thật sự của anh chị vậy nha. 5,5 triệu, máy êm, bình đề đầy đủ anh chị nha. Và hôm nay em có về được chiếc Alpha 204 anh chị. 204 mới về, những cái xe này là mới về chưa kịp rửa luôn. Đó, anh chị cô chú mình một chiếc Alpha 2004 xe rất liền nha anh chị. Rất liền. À, thuộc zin. Cam zin à, liền lạc theo năm tháng anh chị nè. Máy móc sạch sẽ khô ráo anh chị. Chị thấy máy không? Rất là sạch sẽ. Dòng này máy nổ rất êm nha anh chị của chú mình, rất là êm luôn. Xe nói chung là em Diệu Nguyễn lấy về thì có cũ có mới, có rẻ có mắc để cho anh chị mình lựa. Mua bán thì có sao nó dài. Áo riêng theo xe, dàn chân cũng zin nha anh chị, cặp te này, đây lên một cái gác chân sau. Anh chị không ơn thì tháo ra nha. À, biển số ở thành phố Hồ Chí Minh 52T4 anh chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Máy là cực kỳ êm cho cô chú anh chị mình sử dụng chiếc Alpha nha. Tem cặp te cũng còn mới về chưa rửa thì em có sao em quay về cho anh chị cô chú mình coi được thì chốt đi làm nha. Rồi con này em chốt tại cửa hàng của em là 10,500,000 nha anh chị. Một chiếc Alpha 204 10,500,000, máy móc êm, bảo hành cho 1 năm anh chị sử dụng thoải mái. Cái dòng quay nhỏ mình thì cái máy nó cực kỳ êm anh chị yên tâm nha. Có những cái xe này thì anh chị cô chú mua đi làm rất là bền nha anh chị, cực kỳ bền luôn. Đó, dàn chân cũng còn đẹp sạch sẽ nha. Và tiếp theo ngày hôm nay là em quay cái con xe này nữa cho anh chị coi nè. À, phu chờ mới về nha anh chị. Phu chờ mập mới vừa về luôn nè. Xe linh nha anh chị. Dàn áo ring, xe bánh mâm. Xe này thì có làm đầu rồi.
Tại vì anh chị của chú mình biết rồi đó, ở bên lĩnh vực xe future mình thì nó không có đồ lô. Anh chị của chú mình có làm gì làm chế đồ ring của nó mới bỏ vô được. Em nói thiệt, xe bánh mâm nha, liền là dàn áo ring không sơn dặm ngay dàn chân zin nha anh chị của chú mình. Máy móc thì em ru bà rầu luôn. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc Honda Future màu đen xám nha anh chị. Xe liền lạc hết, bạn bánh mâm mua về là chạy nha bà con. Anh chị thấy xe này có lại gì không? Không có gì hết nha, tem bọng tem zin cũng còn, xe liền lạc hết từ trong ra ngoài. Em mới về chưa rửa, thì cô chú anh chị nào mà muốn mua cái xe này thì anh chị coi lại, thì anh chị vui lòng kết bạn Zalo nha. Thì em sẽ rửa ráy sạch sẽ xong rồi em sẽ quay cho cô chú anh chị mình coi cho nó dễ. Một chiếc Honda Future liền như thế này em vừa báo giá anh chị của chú mình chỉ có là 13.800.000 đồng thôi vậy nha. 13.800 Future FA full, cái này là phun xăng, cái này là kim xăng cơ anh chị nha. Còn phun xăng là cũng có, mẫu phun xăng thì mấy con màu trắng bên kia nó cũng rất là nhiều giá, nhưng mà con này bánh mâm bản là xe liền lạc hết từ trong ra ngoài, thì em chốt giá cho anh cô chú anh chị nào mua được thì 13.800.000 nha. Đó, em bán hàng thì nói nhanh gọn lại như thế luôn. Quan trọng ở đây là bảo hành cho 1 năm anh chị của chú mình cứ sử dụng thoải mái nha. Rồi và tiếp theo là Super Dream. Thì cô chú anh chị cũng thấy này, một cái Super Dream này hồi xưa em bán cho chú cách đây năm ngoái, gần Tết năm ngoái. Thì ông chú này cũng rất là kỹ, ông mua về em kêu bữa nay kẹt tiền quá chú bán lại chứ gì, chú làm mớ tiền luôn. Anh chị thấy không? Chú cũng làm lại dặm hết lại từ cuộc từ căm dặm hết lại mớ chát luôn. Chỉ dặm sơ thôi, lóc máy với là cạc te thôi. Còn mình sườn bấm điện nguyên zin nó vẫn còn nguyên thủy anh chị nè. Đó. Anh chị ơi, người ta dặm lại rất là đẹp rồi, cô chú làm là hết rất là nhiều tiền. Bây giờ chú kêu chú kẹt tiền chú bán thì em bán lại dùm cho chú, thì cô chú anh chị chia sẻ lại với em con xe này nha. Một chiếc Super Dream đời 2000 nha, đầu máy ET máy Thái, biển số 7288, số rất là đẹp luôn. Con này em chốt bà con mình 16 năm nè. 16.500 cành là chú cũng về cũng làm hết. Anh chị thấy không? Đùm trước đùm sau cạc tê. Bô là bô rim Thái luôn, chú mua bô rim Thái bỏ vô nè anh chị của chú mình nè. Tại vì trước là bán chú là cái bô Super Dream, nhưng mà anh kia về anh không ơn anh nâng cái bô rim Thái thì anh vô bô rim Thái, mỗi người mỗi sở thích mà anh chị của chú mình mua về là chỉ có chạy nha. Chiếc xe này là nó thắng thiết, bây giờ nó rất chỉ là nhẹ nhàng, anh chị thấy rất là nhạy luôn, rất là êm tay nha. Rồi chốt giá 16 năm cô chú anh chị nha. Mình sườn zin không mục, bấm điện còn nguyên zin, giá là 16.500 cành chiếc Super Dream máy ET nha, máy Thái. 38 Hà Tĩnh, chiếc AB đầu bò, thì con này thì nó xấu không đẹp anh chị. Máy thì em ngon thôi chứ nói chung là cái xe này thì ngoại hình để cho anh chị của chú mà đi làm đi cày đi công trình luôn nè. Thì lấy mấy xe này có cốt có đồ nha. Rồi giá lại em bán 7.800 này. Cái AB đầu bò mà 7.800 thì nó quá rẻ rồi anh chị ơi. FI xăng điện tử đó. 7.800.000 đồng anh chị nào mà chốt đơn ngày hôm nay nha. Giá giảm mạnh tay cho anh chị của chú mình, chiếc xe và có 7.800 anh chị lấy đi làm nha. Thì so với giá này thì nó không có được đẹp lắm, nhưng mà máy nó êm cho mình đi làm là ok nha anh chị của chú mình. Rồi và ra đây quay một chiếc quay alpha mà khách người ta lên sẵn vô 110 anh chị của chú mình luôn. Lên sẵn vô 110 nha, tem 110 nè, dọn nguyên si, dọn từ trong ra ngoài, vỏ mới thay luôn. Nói chung là chiếc xe này bây giờ nó không khác gì xe mới đâu mà. Từng cái căm, cái niền, cái phuộc, cái lốc máy, cái gắt chân, cái giò đạp, cái gì cũng mới chát hết trơn. Đó, nói chung là lên vô 110, bởi xe này bữa trước rất là nhiều anh chị của chú mình chốt luôn. Nhưng mà tại cái anh kia anh thích lắm, tại vì rất là thích mới chốt, chứ không thích thì người ta chốt người ta chọc làm cái gì. Nhưng mà anh kia có công việc khó khăn nên bây giờ anh không có khả năng lấy, thì anh rất là tội, anh vẫn báo cho em mà anh không có khả năng lấy thì em có quyền quay ra bán đây nha. Vỏ nè anh chị coi này, vỏ khách mới thay hết, phục quay Thái luôn. Biển ở thành phố Hồ Chí Minh 9004. Bô 110 luôn nè anh chị nè. Đây anh chị của chú mình coi nè. Đó, bô NS 110 luôn. Thì người ta dọn một chiếc xe giờ này cũng hết bay mười mấy triệu đồng rồi. Bây giờ người ta bán thì coi như lỗ tiền đi cái xác xe. Thì chiếc xe này em chia sẻ bên chị của chú mình giá là 14 triệu bán tại cửa hàng nha anh chị. Máy nổ em ru. 14 triệu đồng mua xe này không khác gì mua xe mới, người ta dọn mới chắc từ trong ra ngoài cho mình luôn. Mình mua về chỉ có chạy anh chị nhé. Đó. Bữa trước rất là nhiều anh chị của chú nào mà chốt chưa được thì hôm nay anh chị xem like của Diệu Nguyễn thì anh chị chốt lại chiếc xe này nha. Em nói thì nó mới như cái thùng luôn, từ trong ra ngoài mới chát luôn nha. QS 110 anh chị ơi, em là em cực kỳ thích mấy cái dòng xe như thế này anh chị, tại vì là thứ nhất là xe zin, và thứ hai nữa anh chị coi nè, ốc tán của nó nè, căm niền zin theo xe nguyên thủy, dàn áo ring nha anh chị, lóc liếc rất là đẹp anh chị nha. Cái con QS 110 này thì anh nói thì cái máy là khỏi phải chê nha anh chị, căm niền zin theo xe toàn bộ trên chiếc xe QS 110 nha. Rồi đây anh chị kiểm tra giùm cái dàn đồ bạc của dàn xám của nó nè. Máy móc zin nha, đầu nồi chưa rớt, xe liền từ trong ra ngoài nha. Biển số Bình Dương. Không lai một món đồ nào hết, bảo hành máy móc cho 1 năm.
thì cái con xe mấy cái mẫu như thế này thì em Dì Nguyễn bên em rất là nhiều, giá từ 8, 9, 10 triệu trở lên mới có những cái dòng xe này, cũng như xe mà để về chất lượng để mình chạy. Còn chiếc xe này nó nhỏ hơn chút xíu thì mong cô chú anh chị nào mà có đam mê chia sẻ thôi. 10 triệu 500 ngàn con QS110, tại vì tiền nào của nấy. Anh chị muốn xe 9 triệu rưỡi hay 9 triệu bây giờ làm sao bị với cái xe được đó. Nó phải cứng hơn nhiều, về mình khỏi phải làm gì hết thì để mình chạy luôn khỏe đó. Máy móc rất là êm luôn, sen cam sen kiết cò thì rất êm, không kêu cái gì hết nha anh chị nha. Rồi và tiếp theo ngày hôm nay Dì Nguyễn cũng mới về một chiếc Quay RS nha anh chị. Bản đĩa con này dàn chân là cực kỳ đẹp, anh chị có dàn chân là anh chị ghiền luôn, câm niềng zin theo xe này. Đây dàn chân quay cho cô chú anh chị có dàn chân nó đã không? Rất là đẹp nha, liền hết từ trong ra ngoài. Cái xe Quay RS mà được cái xe này biển số nó cũng rất là đẹp luôn anh chị nha. QS100 nha anh chị. Dàn chân anh chị thấy đã không? Đó, mới chắc luôn, dàn chân rất đẹp, khách người ta đi rất là kỹ, mà còn cái dàn chân mà đẹp như này câm niềng xanh dân. Biển số đẹp 3993. Con này em chốt tại cửa hàng em bán 10 triệu 500 cành anh chị nha. Tại cửa hàng của em anh chị thấy có like cái gì đâu có. À không có like cái gì, cái tem gấp vẫn còn nè, cái bô nè. Cái phuộc cũng zin luôn nè anh chị coi phuộc. Còn nó rất là đẹp nha. Đầm nè. Anh chị coi cái đầm sau, cái ốc sau nó còn rất là đẹp, tại vì nó tiền sự với anh chị, cái nào nó đẹp là em nó đẹp. Cái dàn chân xe này rất đẹp nha, máy cực kỳ êm. Xe này có rớt đầu rồi nhưng mà rớt rất đẹp nha anh chị. Rồi em chốt lại cho bà con mình là 10 triệu 500. Anh chị nào mà yêu mến dòng Quay RS thì anh chị chốt đơn nó nha. Biển số rất là đẹp nha. Còn con Quay ZX này thì em quay cho anh chị cô chú mình nè, ZX 2005 đầu máy số 50 đầu nha anh chị. Ở đây mình bán hàng có nhiều anh chị hỏi em là số máy đầu bao nhiêu thì em nói thẳng với anh chị là ZX chỉ có 50-51 đầu thôi. Đó, cô chú anh chị em bán là em bao chứ không phải nói ZX mà anh pha lên là không có. Cái nào lên nó lên, zin nó zin. Con xe dàn áo zin theo xe nha, dàn chân liền lạc từ trong ra ngoài, trăm niền của xe hết toàn tập nha anh chị. Đó anh chị thấy không? Mấy cái mẫu này ở đây em bán là em bao cho anh chị cô chú mình luôn nha, chứ không phải nó bậy đâu. ZX thì cái máy nó cực kỳ bền, nó là đẳng cấp hơn Alpha, tại vì nó cái màu nó cũng đẹp anh chị nha, màu cũng đẹp hơn Alpha rất là nhiều. Bẩn zin nè à, anh chị cô chú mình thấy không, bẩn cũng còn zin liền lạc từ trong ra ngoài. Anh chị cô chú mình chốt thì đi làm à, phục nai zin nha anh chị, cặt te đầm sau rất là đẹp luôn, biển Sài Gòn mình sườn là rất là đẹp nha anh chị. Con này dàn áo còn rất là mượt mà nha, giá của nó là 16 năm đó anh chị ơi, giá rất hợp lý hợp tình nha anh chị. 16 triệu 500 ngàn anh chị bỏ ra là có một ít chạy nè, tem gấp vẫn còn nguyên nè anh chị nè. Đây bật cái đèn pin lên cho cô chú chị xem rõ này. Đó, tem gấp nó vẫn còn nguyên zin nhanh đó nha. Rồi bô bằng Goshi đầy đủ, nói trong máy móc thì thầm mùa xuân, bảo hành cho 1 năm về máy móc anh chị yên tâm. Mặt đồng hồ mặt nhựa sáng còn rất là đẹp, giá chốt là 16 triệu 500 ngàn anh chị nha. Mấy cái mẫu này là nó thì em thích quá thích em mới mua về anh chị nè, tại vì biết là mình không có lời bao nhiêu nhưng mà mình thích mẫu ít, bây giờ giá 16 mấy là nó bao cho chị rẻ luôn nha. Một cái xe mà nó dơ như một cái đống bùn nên chị cô chú mình mới lấy về chưa kịp rửa anh chị nè. Em nói thiệt sự anh chị cô chú mình cũng phu mập màu trắng nha. Xe này nguyên zin anh chị, từ dàn áo đến dàn chân bánh mâm zin. Xe này là đầu nồi chưa đụng chạm nha anh chị. À, anh chị nhìn nó dơ dơ vậy chứ khi em rửa ra rồi là mình thấy nó khác hoàn toàn luôn anh chị nha. Con này biển số Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Xe ngay chủ ngay tên. Chưa dặm, chưa sơn, chưa túc một đoạn đường nào hết. Anh chị của chú mình cứ yên tâm, còn cái xe này nó dơ khỏi phải nói rồi. Cái độ dơ của chiếc xe này thì trầm dơ rồi chứ không phải là dơ bình thường nữa. Có cua đĩa trước luôn anh chị nha. Khách ta đi rất kỹ nè, cua đĩa trước nè, đây chìa khóa nó nè anh chị. Rồi, chiếc xe này để Dì Nguyễn báo giá cho anh chị mình luôn nha. Rồi em để cô chú anh chị mình full chờ FI máy zin hoàn toàn nha. 16 triệu 500 ngàn đồng, anh chị thấy giá hợp lý không? 16 năm xe bánh mâm, máy zin, FI phun xăng điện tử. Anh chị cô chú nào mà chốt đi làm lấy mấy chiếc này chạy rất là bền, giá này bằng quen pha chứ mấy không có nhiều đó. Phiêu 1 anh chị, biển Sài Gòn. Con này màu xám chuột, xe giật cực kỳ đẹp nha, dàn chân nên người ta có dặm lần rồi. Nhưng mà anh chị biết rồi, người ta làm mình khỏi làm, người ta làm sẵn như vậy đó, bây giờ nó xuống mà theo thời gian mình thấy nó còn rất là đẹp luôn. Chứ đồ là không có like cái gì hết nha anh chị, câm niềng Goshi nguyên zin nè. Đầu máy ET nha. Con này đầu máy ET máy Thái nha. Phu chờ 1 bản 110, xe liền từ trong ra ngoài. Con này thì giá 14 triệu 800. Đó, em nói thiệt sự anh chị, ở đây em bán hàng là mua về là chạy chứ không phải tốn tiền gì nữa hết. Cho nên anh chị của chú mình cũng tùy cho anh chị nha. Đây anh chị thấy câm niềng Goshi này, sạch sẽ máy móc em ru, vấn đề đầy đủ, mua về chạy bảo hành máy móc cho 1 năm, chạy thoải mái, bao chạy rồi. 14 triệu 800 ngàn đồng anh chị của chú mình thấy phu một cái giảm nó cực kỳ đẹp luôn nha. Và tiếp theo là cũng là phu chờ mập máy zin nha anh chị, đầu nồi chưa rớt, xe màu vàng đồng. Ở đây em có nhiều màu để cho bà con mình dễ lựa nha.
Tại vì lô xe thì nó xe mỗi ngày gặp cái đâu mua đó anh chị ơi. Con này thì anh chị khỏi phải chê nha. Con này thì em chốt cho bà con mình chỉ có 14.8 nè. Tại vì sao anh chị ạ? Tại vì con này bánh căm nha. Máy zin 14.800.000, biển hôm nay là giá rất bèo anh chị. Tại vì những giá full mộc, full mập này em bán rất là rẻ, em nói thật sự với anh chị luôn. Có 14 triệu mấy trăm ngàn anh chị lấy con full mộc FI xăng điện tử, máy zin, xe zin chạy nha. Dàn áo zin theo xe, không sơn dặm một lần nào hết nha anh chị. Dàn chân zin liền lạc từ trong ra ngoài. Máy móc là khỏi phải chê, căm liền sạch sẽ, không lỏng không mọc anh chị nha. Tiếp theo con này Sân Cơ 2015, nó đời cao nhưng mà nó là Sân Cơ. Giá của nó là 13 năm. Đó, em nói nhanh gọn và lẹ để cho quý chị anh chị mua luôn. Màu đỏ đỏ xám. Giá mà có 13 năm thì nó bằng tiền con quay A thôi. Thì anh chị mình coi cái giá được hay không? Đó, biển số ở Cà Mau. Ngay chủ ngay tên. Máy móc em ru thì thầm mùa xuân. Bây giờ thì cái dòng future mình nó không có đồ lô, anh chị cứ yên tâm mua cái dòng gì, mua dòng future là được cái là nó không có đồ lô, anh chị cũng làm cái gì làm nhưng mà anh chị cũng phải bỏ đồ riêng nó vô anh chị mới xài được. Chứ bây giờ bỏ đồ lô là không có xài được. Trong cục máy nó cũng vậy, bình xăng nó cũng vậy, anh chị thấy không? Rồi, 13 năm máy êm anh chị. Tiếp theo là con Kim Thái nè, anh chị cô chú nào mà ưng chiếc Kim Thái tầm trung tiền như thế này anh chị lấy con này. Anh chị ơi xem ngay chủ cái giấy nha anh chị. Ngay tên, ngay chủ, bao công chứng, biển Sài Thành 1359 số tiếng nha. À, con xe này liền lạc theo năm tháng anh chị. Ví dụ cái mình sườn phía sau này nè, từ đây giật ra phía sau cái mình sườn này người ta có dặm lại rồi, có làm lại rồi. Con dần chân anh chị thấy không? À, liền lạc hết nè, bô zin còn nè, gấp nè. Rồi lóc máy cũng còn rất là đều xe nha. Chứ nó mấy cái dòng này thì nó thật sự với anh chị của chúng mình khó lắm, khó kiếm được cái xe nào mà ngay chủ cái giá như cái xe này nha. Xăng tên là một nốt nhạc, giá em bán là 18 năm. Anh chị nha, tiền nào của nấy hết anh chị. Một cặp niên đây nè, một cặp niên này là khách người ta lên niền Gucci nha anh chị. Niền Gucci, niền Safari, một căm zin đầm zin nè, phục phèo zin nè. Đó. Anh chị lấy mấy chiếc xe này anh chị chạy rim Thái thì con này là 50 đầu nha anh chị. Hiếm lắm, lâu lâu mới gặp được cái xe hàng 50 đầu nha. Hàng 50 đầu này là hàng nhập thùng, về hồi xưa đập nó thùng ra. Thì cô chú anh chị nào mà rành xe mà anh chị thời đó là anh chị hiểu liền, 50 đầu cái hàng rim Thái 50 đầu này nó có giá, rất là có giá nha. Con này em bán cho anh chị của chúng mình, vì hồi đó cái con này là con hàng thùng về nguyên con nha anh chị. 18 năm. AB đầu bò này thì nó đẹp len ken xà beng. Em đâu có nói dốc đâu, xe nào đẹp em nói đẹp. Cái con AB đầu bò nãy có 7.8 thì nó xấu. Con này giá đến 12 năm thì biểu sao nó xấu được, nó phải đẹp. Con này thì quá dữ nha em rồi. Thì anh chị cũng thấy ngay con AB đầu bò tại sao có con có 7 triệu mấy mà có con đến 12 mấy. Mà tầm 90 triệu nó không có chiếc xe, nó không tùy theo mỗi chiếc xe. Thì mua làm bán không làm ở đây bán hàng, nói thật sự với bà con của chú anh chị như vậy. Nguyên rinh nguyên cụm nha anh chị, bao rinh bảo hành 1 năm, biển 93 Bình Phước, giá 12.500.000 cạch. Anh chị mua mấy chiếc xe 12 máy này về không khác gì xe mới, còn mới chắc luôn anh chị nha. Xe này xe gọp nha em luôn rồi. Lóc máy đó nè, anh chị nhìn đã không, mới chắc thì tiền nào của nấy thôi, giá nào cũng có hết. Và tiếp theo là Vision anh chị nè, Vision thì em ít nhập lắm, mà lâu lâu mới nhập được cái xe đẹp thì em nhập thôi. Con này màu đỏ bạc anh chị, xe zin, trời xe này đẹp lắm. Xe này cái máy em nó em lạ thường luôn, chứ không phải em bình thường. Anh chị không tin tới cửa hàng nổ lên, anh chị mà ở nhà có chiếc xe Vision nghe, anh chị tới anh chị đọ thử cái xe này coi cái máy hai chiếc như thế nào biết được. Tại vì em thấy nó quá êm nên em chốt cái xe này về. Nếu như anh chị của chú nào mà chốt được cái xe này cái máy tuyệt vời luôn. Mà cái xe này người ta đi rất kỹ, anh chị thấy từng cái bo này, mấy cái bo nhám của nó nè, liền lạc hết, nó không có bị gì hết. Rồi em mà nãy lưu khách hàng nên em cũng quên mất không biết tới đâu rồi. Mà tới con Vision thì em báo giá luôn cho cô chú anh chị mình là 12.500.000 nha anh chị. Tiền nào của nấy hết anh chị nhé. Giá nào cũng có mà tiền nào cũng có hết. Con Jupiter V này thì giá là nhiêu quanh ta? 7.500.000. Đó. Jupiter V 7.500.000. Anh chị cô chú mình cháu đơn đi làm nha. Máy êm cực kỳ êm luôn. Biển số 72 Vũng Tàu. 7.500.000 thì anh chị ơi. Nó cũng nhích hơn xe Trung Quốc chút xíu thôi, chứ bây giờ nó mua rẻ quá thì đâu đi đâu có được anh chị. Mình mua xe gì cũng vậy, bây giờ nó rẻ quá ăn đâu có ngon đâu, anh chị nghĩ xe nào cũng vậy hả? Không? Con này thắng đĩa nha anh chị, máy êm nha. Con rim lùn này thì 12 năm nè anh chị, rim lùn này rim lùn 99 nha anh chị. 99, hàng này hàng nhập Thái về. Nó có sức cái bẩn chút xíu nè anh chị, mua về cái chiếc này thì dành cho anh chị. Đi cày bừa công trình chữa hàng đồ thì anh chị lấy mấy chiếc rim lùn này chạy rất là cứng nha. Mình sườn cứng đi nó ngon, chứ bây giờ nó nhiều anh chị thấy cái xe này thì anh chị không ưng, tại vì là nếu so về lĩnh vực đi chở hàng hay là đi công trình cũng được, người ta mới ưng mấy cái mẫu này thôi.
vì nó cừu đi nó bền anh chị nhá. Cirrus RC 2017 này giá bên em chốt chỉ có 10,5 anh chị, 10.500, vỏ trước còn rim theo xe nha, đầu nào chưa rớt xe rinh, bản mới anh chị, RC bản mới nè, 10,5, giá này là em bao rẻ nha anh chị cô chú mình, còn giá nào rẻ hơn nữa đâu anh chị ơi. Nói với con Cirrus mà có ai bán giá 10,5 xe bánh mâm bản RC đâu, giá đó là em bán hết cửa rồi đó. Con 78, con này dọn phun niêu sơn tĩnh điền, này dọn trong Nguyễn Chí Thanh ra hết mười mấy triệu anh chị, dọn nguyên con luôn hết mười mấy triệu bình xăng MD. Nói chung là chiếc xe này bây giờ anh chị cô chú mua đi kiển một phe vòng vòng nghe, chạy vòng vòng chơi hoặc là mua cho con cái mình đi học. So với một chiếc cấp liên danh bây giờ 22 triệu thì anh chị để lấy chiếc này 17 triệu ngon hơn. Em nói thiệt, 17 triệu cho cấp 78 ngon hơn nhiều, xe Nhật. Còn sao mấy cấp liên danh sao sánh vai được mấy chiếc xe này được. Đó. Thì anh chị cô chú nào mà đam mê xe anh chị hiểu là anh chị mua được liền luôn. Tại vì người ta dọn không đã hết mười mấy triệu rồi anh chị ạ. À. Nổ tiền dọn không mình sang MD, xe này dọn rất đẹp nha anh chị nha. Con này là RX anh chị 110 nha anh chị, xe zin. Nói chung giá em bán con này chỉ có 8.500.000. Một keo nguyên con nha, quần áo này còn dán keo nè, lột ra là mới chát luôn đó anh chị của chú mình về làm gì làm nha, biển ở Dĩ An Bình Dương. Mấy cái dòng xe này thì em để lâu quá nên em bán xả cho anh chị ạ, 8.700.000 bạc xe thắng đĩa nha anh chị, liên lạc từ trong ra ngoài, máy thì nó rất là êm nha. Vỏ lốp là còn mới anh chị của chú mình về khỏi phải làm, phu chờ neo FI. Phu chờ neo FI nha anh chị, xe cặp kiến zin theo xe còn nguyên luôn anh chị nè. Đó, da yên cũng còn zin theo xe, dạng áo liền là áo ring, bánh mâm, xe thắng đĩa, xe liền lạc hết. Nói chung là anh chị của chú mình ơi, con neo FI thì không biết thị trường anh chị biết giá bao nhiêu rồi, nhưng mà con này ở đây từ cửa hàng Diệu Nguyễn chốt có 17, áo anh xin lỗi anh chị, có 27 triệu nè. Nó 17 nó quản luôn á. 17 triệu với cái điện thoại nó kêu cái cũng không có đầu luôn. Rồi, con này là 27 tuổi nha anh chị, neo FI phun xăng điện tử, xe này đầu nầu rớt rồi, máy rửa zin. Em báo nhanh gọn lẹ như thế luôn, mua bán cái gì nó thật sự anh chị, nếp y này vừa mấy chục triệu có một con, 40-50 cũng có một con, nó tùy theo xe. Anh chị mua xe tầm trung chị lấy mấy chiếc này chạy cứng rồi, quá cứng rồi. Rồi 12-7 triệu, AB đầu bò 12.800.000. Cái này là con AB mắc cú nha anh chị, chứ không phải đầu bò. Đầu bò là con này nè, AB mắc cú nè, 12.8 là bao sập sàn nè bà con mình. Trời ơi, có vậy thôi chứ nó rẻ quá nữa thì đâu có xe anh chị. 12.800.000 lấy AB này chạy ngon lành cành đào biển An Giang, xe zin máy zin anh chị, bản đen nhám, heo dầu đỏ, phục đỏ nè. Anh chị của chú mình chốt để đi làm nha. Đó, anh chị thấy không? Con AB này thì nó thị trường hiện nay phải 14 15 mới có xe. Bên này em bán mua rẻ bán rẻ. 12.8 bán nha anh chị. Con này 12 triệu AB đầu bòn anh chị, biển Đồng Nai, xe zin nguyên con, dây yên còn zin, cặp kiến zin, chiều khóa mập còn luôn, có bấm điện còn hết nguyên thủy anh chị. Giá chỉ có 12 triệu đồng tại cửa hàng của em. AB đầu bò thì nói chung là em chỉ lấy hàng sạch sẽ thôi. Chứ còn anh chị muốn lấy 7 triệu mấy thì anh chị xem đầu la em có quay một chiếc 7 triệu mấy trăm ngàn đồng anh chị nha. Tiền nào cũng có, giá nào cũng có hết. Còn con này là siêu cộp nè, Wanfa 216 mấy trăm nè, xe này là siêu cộp anh chị, xe màu xanh. Không lai món đồ nào hết. Đó. Xe còn rất đẹp luôn, dàn áo dán keo em mới lột ra nè. Còn mới chát luôn anh chị nha. Tay cầm tay thắng này, không té không ngã không bể gì hết anh chị yên tâm. Da yên zin của xe, nhưng mà ở đây nó có rách, nhưng mà em quay em để lại cho anh chị của chú mình để anh chị thấy được cái xe nó hiện tại của chiếc xe này nó có rách cái da yên. Thì anh chị không ưng em sẽ hỗ trợ anh chị cái da yên mới, còn anh chị muốn da yên zin em bằng điện nguyên cho khách hàng của mình. Tại vì mua bán này nó thật sự anh chị mình đã nói xe là zin nguyên zin anh chị, bảo hành cho một năm, xe em bao đi toàn tập cho anh chị của chú mình nghe. 4 điếu 2016 anh chị, biển Dĩ An, số đẹp 71711. Câu này thì 15 năm anh chị nhé. Tiền nào cũng có mà giá nào cũng có, bên dường cũng bán hàng thì nói chung là nó tùy theo mỗi lên chiếc xe. Chiếc xe cũ thì nó anh chị cũng biết rồi, nó cũng nhiều giá lắm chứ không phải một hai giá đâu. Anh chị thấy nhìn cái xe nữa đã không? Nó mới chát luôn anh chị nha. 2016 mấy cái bản này bây giờ nó khó tìm xe đẹp lắm anh chị. Bên này có con dít ít thì khách người ta cũng cọc rồi nè. Đó. Bán rồi anh chị nè, cọc nè, hai bữa nữa lấy. Còn chim luôn 99 thì anh chị thấy ngoài game quay 1912 năm, thì chiếc này là giá nó khác. Con này thì nhìn đồ nó khỏi phải chê, giữ chặn hơn nhiều và giá tới 22 triệu. Thì nó phụ thuộc vào mỗi chiếc xe, có nhiều xe nó y chang nhau, trên nhau cả 10 triệu bạc thì nó cũng tiền nào của nó hết anh chị, không thể nào sánh so sánh được nha. Nhiều anh chị kêu tại sao người ta quay có mười mấy triệu đó, nhưng con xe này cũng có nè, thấy không?
hai mấy thì cũng có, ba mấy, bốn mấy, năm chục, năm mấy cũng có nữa, tùy theo mỗi giá xe. Riêng nguyên thể như thế này thì giá nó phải cao chứ anh chị, đúng không? 22 triệu đồng gì lấy mấy chiếc xe này chạy nó rất là chắc anh chị, đồ nó chắc cực kỳ chắc luôn, sim lùn nhập thoái chắc chín. Xe chưa tăng sơn thì em có một con này biển số 68 Kiên Giang, khách mua được có 2 tháng trời thôi, lỗ 10 triệu bạc rồi anh chị của chúng mình. Con này đi 1.800 mấy cây này, 1.853 cây anh chị ơi, người ta đi có 1.000 mấy trăm cây. Cái bánh sau người ta chưa tăng sơn thì anh chị của chú mình biết là cái độ mới của nó là không khác gì xe mới cả, không một vết trầy, xe nó còn mới như cái thùng luôn anh chị, y như xe mới vậy đó. Rồi giá của con này là 17 năm, em bán được cửa hàng nó nhanh gọn lại vậy đó, em bán hàng nó cái một vậy đó. Anh chị của chú nào thiện chí mua cái xe nào em bán xe đó thôi, chứ còn mua bán bây giờ không có gì làm phải nói èo nèo hết anh chị nha. 17.500 cành. Quay Alpha 2004 xe riêng nguyên thủy nha anh chị, dàn chân dàn áo riêng theo xe toàn bộ và giá chỉ có 13 triệu đồng. Thì anh chị biết rồi đó, quay Alpha nó rất là nhiều giá, ở đây em bán hồi nãy 10 triệu mấy trăm ngàn cũng có một con, 17, 18, 20, 20 mấy cũng có một con anh chị, con này em bán giá 13 triệu đồng nha. Đó, không lai một món đồ nào hết anh chị, thấy xe rất là liền luôn nha, máy êm, bảo hành máy móc trong 1 năm. Quay nhỏ mình thì cái giá rất là đơn giá, anh chị yên tâm mua dòng quay nhỏ nó không có bị lỗ nhiều nha. Rồi Future 2, con này thì liền lạc, máy êm, nói chung ngoại hình thì nó cũng được được thôi chứ không có đẹp lắm, tại vì anh chị mua về đi cày đi công trình đi chữa hàng gì mấy chiếc này, sườn mỏng lớn 125, biển 16 Hải Phòng, con này giá 10.500.000. Thì đó anh chị của chú mình có lựa chọn thoải mái, thì vì ở đây bên em bán hàng thì nó sạch. Nếu như anh chị mua một chiếc xe đời cũ anh chị chữa hàng, anh chị nên chọn mấy cái dòng này, tại vì dòng này nó sườn nó bự, nó 125 máy lớn là đi rất là bền, rất là cứng mạnh xe anh chị nha. Future nè, hồi nãy ngoài đầu line có quay một chiếc 14.800, 14.800 là con Future, nó có giọng sơ rồi, con này là xe zin không giọng và biển số thành phố ngay chủ cái giấy, xe đầu nồi làm máy giữa chưa trẻ và giá con này rẻ hơn 13 năm. Nói chung là em mua rẻ bán rẻ, nhanh gọn lẹ, nói chung xe còn kia nó dòng dòng sạch sạch hơn xíu thì giá nó mắc mắc hơn vài trăm ngàn, vài triệu bạc gì đó. Thì con này thì nó chưa dọn là chưa làm gì hết, anh chị mua về để lại làm nhiều, anh chị chưa thích xe dọn thì anh chị lấy con này nha. 13.500.000, biển số thành phố ngay chủ cái giấy, máy êm, bảo hành 1 năm. Quay Alpha tem xương cá cặp kiến ghim theo xe vẫn còn nên chị, xe liền lạc, máy êm, cam niền Gucci đầy đủ nha anh chị, xe liền lạc hết từ trong ra ngoài. Xe này chỉ có rớt cái đầu ra cạo khói thôi, còn cái nồng vẫn còn nguyên, chưa rút nồng nha, nồi zin nguyên thủy chưa làm gì hết. Rồi biển số Bình Dương, con này chốt cho bà con mình là 9 triệu bạc nha anh chị. Xe này bộ cổng sau nó hơi xấu nha, anh chị mua về làm lại hoặc là để về chạy cũng được. Ai mua bán nó nhanh gọn lại đó, cái nào xấu nó xấu, đẹp nó đẹp, như cam sau nó xấu thì nó xấu chứ không có gì hết. Còn ngoài ra xe dàn áo dàn chân liền lạc hết từ trong ra ngoài anh chị nha, cái bẩn nó có sức đầy xíu này thì quay luôn chứ không để bắt lòng đó. Anh chị thấy cái bẩn không, nó bị nứt nhẹ nhẹ xíu, người ta hàng lại đâu, anh chị mua về khỏi phải làm. 9 triệu. Jupiter 8.5 triệu, biển 72 Vũng Tàu nghe. Xe này là mượn Jupiter Gravita 2009 nha, xe bánh mâm zin anh chị nha, liên lạc máy cực kỳ em, bảo hành 1 năm. Em nói thiệt cái máy là khỏi phải chê, ở đây em bán hàng em nói thiệt bên chị của chúng mình, cái xe vài triệu hay là vài chục triệu nó cũng vậy thôi, bởi vì đã nó mua bán thì cái nào máy ngon thì ngon chứ không có nó bậy được. Bởi vì mua bán mà bây giờ bán cho anh chị của chú mình về cái xe máy nó dở, anh chị cũng chửi đầu anh củi đâu phải anh chị để im dùng em đâu, cho nên mua bán em về tính em rất ngại mất lòng nghe, thôi người ta nói mình nói này nói nọ là cũng rất là đau đầu, cho nên mua bán cái nào thôi em ngon thì mình mua, không được thì mình bỏ, có gì đâu đúng không. Rồi 72 Vũng Tàu 8.5 triệu, Honda Leader thì anh chị của chú nào mà chốt chiếc Leader này, thứ nhất là xe đẹp, thứ hai là biển số cũng đẹp, 7939, một cặp thần tài trên chiếc xe 83 Sóc Trăng, 10.500.000. Vì ở đây em bán hàng thì em cũng nói của chú anh chị mình là cái nghề của xe cũ là nó cũng tùy theo thuộc vào tiền nào của nấy, mua bán tính ngày người thật việc thật. Anh chị lựa xe bên em, anh chị nghe hết clip anh chị biết cái xe nào cũng có giá riêng của nó hết à, chứ đâu phải là mắc hay là rẻ. Mắc rẻ thì không quan trọng, quan trọng là chắc xe người ta bán mình như thế nào, trách nhiệm của cửa hàng người ta có mình hay không, đó mới là cái quan trọng. Mua bán người thật việc thật mà. Con này máy rất êm nha anh chị, xin nguyên thủy nha, 10.5 triệu. Con Rim Thái này thì xe này thì anh chị của chú nào mà đam mê thì mua được nha, ngay chủ, một lời chủ đây, xe ông anh em xài từ ngày xưa bây giờ, anh chị nó mắc cái gì cho xe không lấy tiền, từ cái căm cái niền cái phuộc cái phèo cái bô cái gì cũng vậy hết, mình sườn nguyên zin, xe mới lột keo ra, em để mía trong nhà đó em cũng biến lao chùi cặp kiến còn zin theo xe này. Cái con này thì 40 tuổi lận chị, vẫn rất đẹp nha anh chị, xe này là ngay chủ ngay tên, cái te dán keo chưa lọt ra anh chị biết rồi, kỹ lắm kỹ mới cầu được xe vậy. Thì Rim Thái nó rất là nhiều giá, mười mấy cũng có, hăm mấy vài 300 triệu nó cũng có một chiếc Rim Thái. Thì cũng thưa cô chú anh chị mình, nếu như mà đam mê chia sẻ thì chiếc xe này là nguyên cầm riêng, sang tên nóc nhà, giá của nó cao 40 triệu anh chị nha.
Thì ngày hôm nay thì em Duy Nguyễn quay tới đây và số lượng xe cũng đã hết rồi. Thì mong cô chú anh chị mình có thể chia sẻ được em con xe nào thì cứ nhắc máy điện thoại lên liên hệ về chỗ em bằng số điện thoại trên màn hình. Và Duy Nguyễn cũng chào tạm biệt tất cả cô dì chú anh chị và hẹn gặp lại anh chị một lần nữa trên kênh YouTube Duy Nguyễn trong clip tiếp theo anh chị nha.